Xin chào các bác đến kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay là các bác mẫu xe đạp Touring Merida Rat Ride 903. Dòng xe đạp đến từ một cái thương hiệu cũng rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Thì hôm nay em về một chiếc xe đạp khung nhôm và được sử dụng bộ đề chuyển động, đó là Shimano Touring, với mức giá thì nó là 7 triệu 3 đang được bán tại cửa hàng em. Thì nó là một chiếc xe đạp đường phố rất là phù hợp cho các bác mà đang muốn tìm kiếm một chiếc xe đạp thể thao chính hãng để sử dụng trong việc rèn luyện sức khỏe và đạp trong những đường phố bình thường, thì thể thao thể dục, thì đây là một chiếc xe nó rất là hợp lý để cho các bác mua về và sử dụng. Khung nhôm nữa nhé, thương hiệu Merida, thương hiệu đã rất là có tiếng trên toàn thế giới rồi. Này về model nó là Rat Ride 903 các bác nhé. Khung nhôm tông màu đỏ rất là đẹp. Thể xe thì nước sơn thì là nguyên bản và còn lên màu tương đối là tốt các bác nhé, chỉ có những cái vết xước nhỏ, xước răm, nó đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài và được nhập khẩu về nên là nó xuất hiện vết xước ni ti không thể tránh khỏi. Vành bánh 700C các bác nhé, sử dụng vành là vành của Alex Rim Mayer Shimano. Sử dụng phanh là phanh chữ V, phanh chữ V, và bộ chuyển động đó là đề sau là Shimano với 8 tầng nít, gạt đĩa trên là Shimano Touring 3 tầng đĩa, cho xe có 24 tốc độ khác nhau. Đùi đĩa của SR Sun Tour. Phần ghi đông của xe được sử dụng là bộ tay bấm xả và phanh 3-1 của cũng của Shimano luôn. Đấy. Ở trên này ghi 8 sở bít, tương ứng với 8 tầng đít, và bên này 3 này, tương ứng với 3 tầng đĩa. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm, khóa yên tâm cổ phốt là 50 cm, thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 thì phù hợp. Bộ chuyển động Shimano với 8 lít và 3 đĩa, 24 độ khác nhau. Chiếc xe đang có giá bán bên em là 7.300.000 bao ship toàn quốc, cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.